Chào mừng các bạn trở lại với kênh của tôi ha. Và hôm nay tôi sẽ cho anh chị, các bạn, những người mà đã luôn hàng ngày mà nghe những cái bài hướng dẫn của tôi cũng như là follow kênh của tôi ha. Cảm ơn tất cả anh chị rất nhiều, bởi vì có sự đồng hành cũng như là sự yêu mến của tất cả anh chị trong thời gian vừa qua ha. Và đã có những anh chị thì có những cái email gửi về cho tôi ha, và nhờ cái kênh của thầy mà em đã học thêm được rất nhiều các cái kiến thức mới, cũng như là được truyền thêm rất nhiều động lực để giúp cho thực hiện đam mê chơi piano của mình ha, cũng như rất nhiều các bạn học đệm thánh ca. Và tôi cũng nhận được rất nhiều lời email cũng như của rất nhiều anh chị em học viên ở khắp nơi. Thật sự tôi rất là vui ha. Và với hy vọng những cái nội dung và thông điệp tôi gửi trên kênh thì mong muốn để giúp cho tất cả anh chị và các bạn chơi đàn hay hơn mỗi ngày, cũng như là được học thêm những cái trip hoặc là những cái mẹo vân vân, hoặc thêm những cái kiến thức về hòa âm để giúp cho anh chị chơi đàn hay hơn, đẹp hơn, tinh tế hơn mỗi ngày, và những âm thanh đẹp, những hòa âm đẹp, đôi lúc làm cho chúng ta cảm thấy nhẹ nhàng, đôi lúc chúng ta cảm thấy được sống nó yêu đời hơn vân vân ha. Âm thanh nó rất là đặc biệt, đối với tôi thì âm thanh nó vô cùng đặc biệt. Bởi vì đỉnh cao của nghệ thuật là âm thanh. Khi mà chúng ta càng biết cảm nhận những âm thanh đơn giản thôi, giống như là những cái âm thanh của cuộc sống, những cái tiếng gió, tiếng xe hay là tiếng thở thôi cũng vậy, nó giúp cho chúng ta cảm thấy nhịp đập của cuộc sống rất là dễ chịu ha. Đương nhiên rồi, về âm nhạc thì cũng vậy ha. Hòa âm nó giúp cho chúng ta được rất là nhiều thứ. Và cảm ơn tất cả anh chị rất là nhiều. Và hôm nay thì tôi muốn gửi tới anh chị một cái vòng hòa âm. Và một cái vòng hòa âm này tôi nghĩ nó sẽ là một trong những vòng hòa âm nó giúp cho các bạn hoặc là những anh chị nào chơi hòa âm phối khí hoặc đệm hát, đệm thánh ca, đệm nhạc nhẹ, nó có thể giúp cho các bạn có thêm một cái vòng hòa âm nữa để các bạn làm intro, làm giang tấu hoặc thậm chí là làm sáng tác nhạc ha. Và đây là một cái vòng mà tôi thấy khá là dễ nghe và cũng được rất nhiều các nhạc sĩ trên thế giới sử dụng. Đây là một cái vòng tôi lấy ở mẫu ở trên pha trường các bạn này. Bậc 1 của nó sẽ là bậc 1 là pha, và bậc 6 của nó sẽ là re thứ ha. Đây là tôi lấy trên giọng pha trưởng các bạn ha. Đó, bậc 1 là pha này, bậc 6 là re thứ này, bậc 5 nó sẽ là đô trưởng này, bậc 4 sẽ là si giáng trưởng. Và đây là một cái vòng hòa âm khá là dễ nghe các bạn ha. 1 6 5 4, tôi làm lại nhé. 1 này, 6, 5 và 4. Các bạn thấy chưa? Và cái vòng này các bạn có thể viết được rất nhiều những cái câu intro. Ví dụ như là này. Bạn thấy không ạ? Rất là thú vị. Thì đương nhiên là re, các bạn về đây về đô này, hoặc có thể dùng hợp âm là này các bạn, đô 7-9 nhé, 11. Đó các bạn nhìn này, đô 7-9-11. Xong rồi về si giáng trưởng. Hoặc là các bạn có thể dùng bậc 4 là thứ, bởi vì trong trưởng thứ hòa âm nó có bậc 4 là làm âm thứ các bạn ha. Các bạn nào mà học những cái khoa học của tôi thì ở lớp biết trong tập 2 tôi có đều là trường thứ hòa thanh giai điệu. Thế các bạn sử dụng thay vì si giáng trưởng thì bạn dùng si giáng thứ, hoặc nâng cao hơn các bạn có thể dùng si giáng 6. Tôi làm ví dụ nhé. Này. Đó là một cách, hoặc là đó. Đó, thấy không? Yeah, khá là thú vị. Trên cái vòng này các bạn có thể viết rất nhiều câu intro, thậm chí rất nhiều cái giai điệu rất là hay, thậm chí là giang tấu nữa các bạn ha. Là tôi sẽ các bạn có thể tiếp cận rất nhiều câu các bạn này. Đó. Đó, các bạn thấy chưa?
Trời, bạn thấy không? Nhiều lắm. Tiếp này. Rất nhiều các bạn ha. Các bạn có thể viết ra hàng trăm câu dựa trên một cái vòng hòa âm như thế này. Thì cái vòng này 1, 6, 4, 5, 4 này. 1, 6, 5, 4. Các bạn có thể tùy giữ cái bậc 6, 2 phách hoặc 6 phách, hoặc 4 phách. Đó, hoặc là đô này. Các bạn dùng đô 7 này hoặc đô sớt này. Đều được hết. Đó, hoặc si giáng. Đó, các bạn dùng si giáng tam giác. Si giáng tam giác 7. Bạn thấy không? Sau đó về si giáng 6. Đó, si giáng tam giác 7, xong về si giáng 6, xong rồi về pha. Đó. Đó, các bạn thấy không? Rất nhiều câu. Rất nhiều các cái câu lót và những cái câu dẫn sau này tôi sẽ làm dần cho tất cả các bạn. Sau mỗi cuối cái câu intro đó thì các bạn nên chạy những cái câu gì, ví dụ như này. Ta đi ra thì hoặc là tum 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 đó tum 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 đó đó các bạn nào tum 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 vân vân ha, rất nhiều mẫu các bạn có thể tập thêm đó. Và các bạn thấy được cái ưu việt của vòng, nếu các bạn chỉ bấm pha thôi này, các bạn về re này đó, các bạn về đô, xong về si, si giáng vào pha. Các bạn bấm không thôi cũng đã có được một cái vòng hòa âm rồi. Nhưng cái hay ở đây, cái thú vị là cái nốt mình viết ở trên. Và đương nhiên thì cái phần mà các bạn nhìn này, si, si giáng tam giác nhé này. Xong rồi về si giáng thứ 6. Rất là thú vị. Cái màu nó làm cho người ta thấy hút rất là mạnh và được cảm giác là cần được giải quyết. À, đấy là một số những hợp âm nâng cao ha. À, tôi hy vọng rằng là cái clip và cái vòng hòa âm này có thể giúp ích cho các bạn trong cái việc mà các bạn chơi đàn ha. Cảm ơn các bạn rất nhiều, và các bạn quan tâm đến chủ đề gì cũng có thể comment cho tôi, hoặc các bạn quan tâm đến những cái khóa học về piano nâng cao này, đệm hát, hoặc là chuẩn bị tôi ra một cái khóa học rất đặc biệt, đó chính là 15 cái tiết tấu, gồm tiết tấu ballad, rumba, cha cha, vân vân, 15 tiết tấu và 15 vòng hòa âm các bạn nhé. Và 15 tiết tấu này là những mẫu ở tay trái khác nhau. Các bạn đơn cử đôi khi các bạn chỉ đánh ví dụ như ballad các bạn chỉ đánh như này không thôi đúng không? Hoặc là như nào đúng không? Hoặc khi các bạn đẩy cao trào thì sao? Vân vân. Thì tôi sẽ làm rất nhiều các cái mẫu tay trái của 15 cái tiết tấu đó. Wow, rất là nhiều. Các bạn học hết 15 cái tiết tấu đó không thôi là giúp cho các bạn chơi đàn hay lắm rồi ha. Và đặc biệt ở đó nữa lại tôi còn có thêm 15 vòng hòa âm mà trên thế giới đang áp dụng để dành cho, để đệm hát cho tất cả các ca khúc ha. Các bạn quan tâm thì những khóa học đó có thể vào website haipiano.com hoặc email cho tôi sẽ luôn đồng hành cùng với tất cả các bạn. Cảm ơn các bạn rất nhiều và hẹn gặp lại. Bye bye.